Kim Cang Giảng Ký tập 152. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra. Trang 171. Trang 171. Hàng thứ 7 Bắt đầu xem từ đoạn thứ 9 của chú giải Ngũ uẩn lục căn Sơn hà đại địa Đặng nhất thiết pháp Giai thị duy tâm sở tạo phật lệnh nhất thiết pháp bất ưng trụ trước thì hiện kỳ phân biệt chấp trước thủ tướng chi bệnh giữ nhất thiết pháp tình bất tương can hai đoạn nhỏ tám chín này ý nghĩa rất sâu cũng vô cùng quan trọng lần trước bởi vì thời gian đã hết ý nghĩa chưa thể nói hết được bởi vì cái ý nghĩa này có quan hệ rất lớn Đối với sự tu học của chúng ta Nên không thể không lợi dụng thời gian này Làm thêm một cái bổ sung đơn giản Đoạn thứ 8 nói đến Độ sâu dày của tập khí Từ vô thủy kiếp đến nay câu này tôi nghĩ chúng ta mỗi một vị đồng tu đều có thể cảm nhận được một cách sâu sắc mọi lúc mọi nơi không cần phải khởi tâm động niệm mà vọng tưởng phân biệt phiền não nó liền hiện tiền đây chính là tập khí sâu nặng từ vô thủy kiếp đến nay, tuy chúng ta nghe được Phật pháp, không chỉ là nghe trong khoảng thời gian ngắn, có người học Phật đã học mấy chục năm rồi, thậm chí là học đến năm sáu mươi năm. Mà tập khí tật xấu vẫn không thể thay đổi Có người nào không biết Đây là vọng tưởng Đây là hư vọng Nhưng mà vọng Nó không thể chấm dứt Vẫn là phải hiện tiện Đây chính là phan duyên Không dừng Cái thứ này vô cùng phiền phức Do đó Chúng ta công phu Mới không đắc lực Công phu không đắc lực Cũng chính là nói Không thể đạt được Thọ dụng chân thật của Phật Pháp Thực ra bà nói Điều này cũng không thể trách Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay Nó thực ra là Chúng ta hiện tiền không có chăm chỉ dụng công nếu như chăm chỉ dụng công thì ít nhiều cũng sanh ra một ít hiệu quả như thế nào mới được xem là thực sự biết dụng công vậy chính là chỗ này nói nhất định phải ngay chỗ khởi tâm động niệm đề khởi công phu quán chiếu cái gì gọi là quán chiếu đây là danh từ phật học chúng ta thoạt nghe sẽ nghe không hiểu không những thoạt nghe nghe không hiểu mà tu hành lâu ngày cũng chưa chắc gì hiểu quán là quan niệm chiếu là rất rõ ràng rất minh bạch cũng chính là nói lúc khởi tâm động niệm mình biết rất rõ ràng Rất minh bạch Thế thì bạn liền có phương pháp Khống chế được cái ý nghĩ này Của nó Những vấn đề xảy ra ở chỗ nào gì Khi khởi tâm động niệm Không có ý thức được cái ý nghĩ này Là khởi cái ý nghĩ gì Ý nghĩ từ đâu mà có Không có ý thức được cái này đây chính là không biết dùng công cư sĩ giang dị nông ở chỗ này nhắc nhở cho chúng ta cái chiêu này nhất định phải ở ngay khi khởi tâm đồng niệm là không mê hoặc biết rõ ràng biết minh bạch ý nghĩ khởi lên đây là giác chiếu sau khi giác chiếu cần đem cái ý nghĩ đó chuyển trở lại đó chính là công phu chuyển lại như thế nào vậy người học phật chúng ta hay đều đem nó chuyển thành a di đà phật một cái ý nghĩ khởi lên khởi vọng tưởng rồi Biết rồi Biết cái ý nghĩ này khởi lên Liền đem cái ý nghĩ này chuyển trở lại Nghĩ A-di-đà Phật gì thì đúng Nghĩ A-di-đà Phật Niệm A-di-đà Phật Tại vì sao phải chuyển như vậy Tôi nghĩ Cái đạo lý này Mọi người có lẽ đều hiểu rõ rồi Trên nội Kim Cang cũng nói rất nhiều Phật nói với chúng ta Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tưởng Phật liền thành Phật Niệm Phật thì thành Phật Tại vì sao không đem ý nghĩ chuyển thành A-di-đà Phật Trong tất cả Phật Thì Di-đà là thù thắng đệ nhất Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ Tán tháng về a di đà Phật là Quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương Đây chính là lý do Tại sao chúng ta không niệm Phật khác Tại vì sao niệm a di đà Phật Tại vì sao không nghĩ đến những Phật khác Phải nghĩ a di đà Phật Bởi vì a di đà Phật là vua trong các Phật cái lý do này rất đơn giản rất rõ ràng thành phật nên thành phật thù thắng đệ nhất chính là thành a di đà phật phật pháp không giống như những tôn giáo khác những tôn giáo khác có một vị chân thần duy nhất là thượng đế bạn là tín đồ của ngài, tương lai đi về trời, bằng tóm lại không thể làm thượng đế, thế có được hay không? Nhưng mà thế giới Tây phương cực là thì khác. Hy vọng bạn về đến bên đó, người nào cũng thành A Di Đà Phật. Lời nói này không giả. Tôi nói cái lời này cũng có căn cứ. Căn cứ cái gì vậy? 48 nguyện của A Di Đà Phật. Phạm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Cho dù Phạm Thánh đồng cư độ Hà hà phẩm giảng sanh Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Diện mạo giống như a di Đà Phật vậy Bạn chẳng phải đã thành a di Đà Phật rồi sao Trí huệ thần thông đức năng Đều giống như a di Đà Phật vậy Cái thế giới này liền gọi là thế giới bình đẳng a di đà phật không có kiên kỵ về thế giới tây phương cực lạc không được giống như ngài đó không phải là bổ nguyện của a di đà phật đây là ý nghĩa phải biết chuyển như thế nào chỗ này ở chỗ này là phản quan hướng vào nguồn tâm chính là cái ý nghĩa này sợ mọi người nhìn thấy câu văn này không biết bắt tay làm như thế nào là bắt tay làm từ chỗ khởi tâm động niệm Đem cái ý nghĩ này chuyển trở lại Chuyển mỗi lúc Chuyển mỗi nơi Vừa có ý nghĩ điền chuyển Đây là chân dùng công Đây gọi là thật sự biết dùng công Quá thật sự dùng công được như vậy nếu như bạn muốn hỏi tôi pháp sư cần bao lâu mới có thành tích tôi xin thưa với bạn người căng tánh lanh lợi gọi là căng tánh lợi chính là phiền não nhẹ đối với tất cả pháp tương đối có thể thấy ra được Người không quá do đo Đây là người căng tánh lên lợi Thì ba tháng là thấy hiệu quả rồi Người căng tánh độ một chút Người phiền não nặng một chút Thì sáu tháng là có thể thấy hiệu quả Không khó Rất nhanh Bạn nói con đã niệm Phật Niệm rất nhiều năm rồi Vẫn không thấy hiệu quả Tự hỏi xem có phải bằng niệm như vậy phải không có phải ý nghĩ vừa khởi lên lập tức liền chuyển thành a di đà Phật không? Nếu bạn không phải niệm như vậy Thì e rằng niệm thêm mấy chục năm nữa Công phu của bạn vẫn là không đắc lực Đây chính là ở trong tông môn thường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Ý nghĩ khởi không sợ Giác là gì? Chuyển Về giác liền chuyển Liền đem nó chuyển thành a di đà Phật Nghĩ a di đà Phật Niệm a di Phật là đúng rồi Đây là ý nghĩa Của hai câu nói này Sở hữu trì giới tu phước Lục độ thập nguyện Di phục tinh tấn Chúng ta ở trong đời sống thường ngày Tu không lìa khỏi sự Phật ở trong bản kinh dạy chúng ta cương lĩnh tu học là vô trụ sinh tâm. Vô trụ là ở trong tâm rất sạch sẽ, ngoài nghĩ a di đà phật niệm a di đà phật ra, không có một cái vọng niệm, không có một cái tạp niệm, đây gọi là vô trụ. Sinh tâm chúng ta hiện nay vẫn chưa có về thế giới tây phương cực lạc đời sống của chúng ta vẫn không liệt khỏi đại chúng xã hội nhất thiết phải sinh tâm sinh tâm là không trụ không vô trụ là không trụ có cái lục đạo này thân tâm thế giới tất cả đều không trụ không trụ có cho nên sinh tâm không trụ không tại vì sao phải trì giới vậy Phật pháp tóm lại mà nói là không ngoài tự hành hóa ta thượng cầu hạ hóa vô trụ là thượng cầu sinh tâm là hạ hóa trì giới là là một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo. Chúng sanh không biết quay đầu thấy Làm nên tấm gương tốt Giáo hóa chúng sanh Bên dưới tu phước Lục độ thập nguyện Đều là như vậy Tự hành Tức là hóa tha Hóa tha chính là tự hành Cái này không thể không tu Không những phải tu càng phải tinh tấn Di phục tinh tấn là càng phải tinh tấn Dĩ lịch sự di luyện tâm Ở trong tất cả Hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất Luyện tâm Luyện cái tâm gì? Luyện tất cả buông xả Luyện tất cả không chấp trước luyện vô trụ là luyện cái tâm này luyện xin cái tâm a di đà phật xin cái tâm này nhược đã đắc niệm đầu tử niệm đầu chính là vọng niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước chúng ta dùng một câu a di đà phật để dẹp hết toàn bộ tất cả vọng tưởng chấp trước Tắc nhất thiết phân biệt chấp trước tự vô Một cách tự nhiên Liền dứt sạch rồi Không cần đoạn Tự nhiên liền không còn nữa Đây là chỗ thù thắng của Pháp môn tịnh tông Có cần đoạn phiền não hay không gì? Không cần đoạn Không đoạn tự mình Đoạn rồi Nhi tướng chi hữu vô cánh vô quan hệ Cái tướng cảnh giới bên ngoài này Có cũng tốt không có cũng tốt Tâm đều không dính nhiễm Tâm đều không trụ Cái gọi là Tướng với không phải tướng Hai bên đều lìa hai bên đều không trụ thì dĩ ly niệm vi ly tướng chi cứu cánh công phu lìa tướng cạn công phu lìa niệm sâu lìa tướng chưa chắc lìa niệm lìa niệm nhất định là lìa tướng Lìa tướng có phải không có tướng bên ngoài phải không? Không phải vậy Tướng bên ngoài vẫn có Đâu thể không có được chứ Như đi đoạn này là nói cái này Nói với bạn Năm uẩn sáu căn Đây là nói thân tướng Năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức đây là vật liệu năng tạo sắc tướng. Sáu căn chính là sắc tướng, sở tạo. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đây là sở tạo. Ngũ uẩn là năng tạo. Giống như chúng ta ngày nay nói vật liệu vậy, là cái năng tạo. Sáu căn chính là căn thân là cái sở tạo. đây là nói thân thể của mình ngoài thân thể của bản thân chúng ta ra núi sông đại địa là nơi chúng ta nương tựa để sống núi sông đại địa nói cái câu này chính là đem tình với vô tình toàn bộ bao gồm rồi không sót một cái nào thể đều bao gồm ở trong đó những thứ này rốt cuộc sự việc nó là gì vậy từ đâu mà có vậy phát sinh như thế nào đây là vấn đề lớn từ xưa đến nay bao nhiêu người thông minh đang nghiên cứu đang thảo luận Mãi cho đến ngày nay Cũng không có một cái kết Sách xuất bản cũng không ít Đều là Giả tưởng và thôi Tưởng tượng cho rằng là như vậy Không phải sự thật Phật đem cái chân tướng sự thật này Nói ra cho chúng ta Đều là Duy tâm sở tạo Phật ở trên Hoa Nghiêm Nói mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Chính là chỗ này Câu ở phía trước này Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm có thể hiện tướng Tâm là thể Có thể đương nhiên là có tác dụng tác dụng là gì tác dụng là hiện tướng cho nên tướng không thể diệt tướng là quyết định không thể diệt nhưng mà cái tướng này có thể biến đổi biến như thế nào vậy biến đổi theo ý nghĩ của bạn nếu như bạn ý nghĩ không có thì cái tướng sở hiện đó liền gọi là chân tướng đó là thật bạn khởi tâm động niệm liền đem cái tướng đó biến đổi rồi để vừa biến thì cái tướng đó liền gọi là vọng tướng tướng tùy tâm chuyển có một số đồng tu thường đến hỏi tôi Pháp Sư Gia đình của con có vấn đề Thân thể có vấn đề Không khỏe mạnh Hỏi tôi làm thế nào Có biện pháp hay không Có biện pháp Cầu Phật Bồ Tát phù hộ Đó là giả Đó là mê tín Phật Bồ Tát không thể làm được Trong Đại Kinh thường nói Tâm Phật chúng sanh Tam vô sai biệt Cái sức mạnh này là ngang nhau Phật dĩ nhiên có pháp lực Nhưng mà bạn có nghiệp lực Nghiệp lực của bạn đủ để có thể chống lại pháp lực của Phật Khiến pháp lực của Phật không khởi tác dụng nghiệp lực quá khủng khiếp trên kinh thường nói sức mạnh của nghiệp lực có thể địch lại núi tu di trong kinh địa tạng nói rất rõ ràng cho nên nghiệp lực không thể nghĩ bạn bạn ngày nay đủ thứ bất như ý đủ thứ không tự tại nguyên nhân gì vậy là nghiệp lực của bản thân bạn biến hiện ra cái cảnh giới này là bạn tự mình biến ra Điều là duy tâm sở tạo Bạn không thể quán trời trách người Là tự làm tự chịu Tôi muốn đem hoàn cảnh sửa tốt một chút có được không? Được Vẫn là cái đạo lý này Chỉ cần tâm bạn thay đổi là được rồi Ý nghĩ vừa thay đổi thì hoàn cảnh liền chuyển đổi ngay Ta muốn thân thể khỏe mạnh Ta hàng ngày niệm a di đà Phật a di đà phật là thân kim cang bất hoại các bạn tra khắp đại tàng kinh có gì phật nào bị bệnh không không có có gì bồ tát nào bị bệnh không không có tại vì sao họ không bị bệnh vậy tâm lý họ khỏe mạnh ở trong tâm họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước cho nên họ không bị bệnh tướng mạo của họ viên mãn tổ chức tế bào cơ thể bình thường không có người phá hoại cái phá hoại tổ chức cơ thể chúng ta chính là vọng niệm ở trong ý nghĩ điều đáng sợ nhất Chính là tam độc Tam độc là gì? Tham sân si Ý nghĩ tham sân si mãnh liệt Thì cái cơ thể này Làm sao có thể không bị bệnh được chứ Nhất định sẽ bị bệnh Bạn muốn hỏi Toàn bộ tất cả chúng sanh Vô lượng vô biên bệnh đau Thậm chí là sanh tử luân hồi Nguyên nhân căn bản của nó là gì? Chính là phiền não tam độc tham sân si Cho nên Phật Vậy tất cả chúng sanh tu hành Trước tiên phải đem tam độc phiền não trừ bỏ Hồi phục về thân tâm bình thường của bạn Vận mạng của bạn Thấy đều thay đổi rồi Rất nhiều người ưa thích đoán mạng Cái mạng đó là quả Bạn nên biết quả là từ đâu mà có gì Quả có nhân Nhân là bạn tạo nghiệp Bạn tạo nghiệp thiện Bạn tự nhiên liền được báo tốt Liền được thiện báo Mạng của bạn liền tốt Mạng tốt, mạng xấu Việc gì, gì phải cần người đoán chứ Tự mình đoán còn chuẩn xác hơn người khác Cái này nên biết tôi cũng thường hay khuyên mọi người tu bốn tốt giữ tâm tốt nói lời tốt làm việc tốt làm người tốt chúng ta mỗi người đều có thể tu bốn tốt thì môi trường thân tâm của bạn thấy đều có thể chuyển đổi trở lại Tự nhiên sẽ đều tốt đẹp Vì là biết được tất cả là do tâm Phật lệnh nhất thiết pháp bất ưng trụ trước Thì khiển kỳ phân biệt chấp trước Thủ tướng chi bệnh Phật ở trên kinh dạy chúng ta Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm vô trụ không những tướng pháp không được trụ mà tướng phi pháp cũng không được trụ tại vì sao vậy chúng ta như vậy mục đích là vậy chúng ta đem những sai lầm chấp tướng phân biệt chấp trước này đem nó trừ hết buông xả từ đó cho thấy Phật dạy chúng ta lìa tướng Là không phải lìa tướng bên ngoài Tướng bên ngoài đó làm sao lìa được chứ Cái đó không thể lìa Không lìa được Phật dạy chúng ta lìa tướng Là lìa cái tướng Chấp thủ đó Ở trong tâm chúng ta Tướng ở bên ngoài Nó thực ra không có trở ngại gì với chúng ta tu hành chứng quả đúng như lời trong đại kinh nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại không có chứng ngại chứng ngại ở chỗ nào vậy chứng ngại là tâm chúng ta chấp trước tướng cái đó là chứng ngại lời nói này các vị nếu như nghe xong vẫn chưa thật hiểu rõ tôi phải nói cạn thêm một chút chấp thủ tướng là gì chúng ta thông thường nói những cái tướng dướng díu trong lòng đó của bạn cái thứ này chướng ngại cho nên ở trong tâm nhất định không được có dướng díu có bận tâm có lo nghĩ cái đó phiền phức mới lớn nếu như bạn phải lo nghĩ của cải của bạn phải bận tâm đất đai của bạn đây là tham tài nếu bạn bận tâm về thân nhân của bạn gọi là tình chấp Chấp trước tình cảm Loại tâm này Chính là tâm dướng díu Bận lòng Gọi là tâm luân hồi Như thế những thứ mà bạn tạo tác Đều là nghiệp luân hồi Bạn sao có thể ra khỏi lục đạo luân hồi được chứ Phật dạy chúng ta Đem tất cả lo nghĩ bận tâm này Thấy đều buông xả Thiên hạ vốn vô sự. Việc thiên hạ đều không liên quan gì với ta. Đã không liên quan thì làm gì có gây trở ngại chứ? Không có gây trở ngại. Cho nên cần phải tất cả buông xả. Sau khi buông xả rồi, tâm của bạn thanh tịnh, trí huệ của bạn sinh khởi lên. tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí huệ bát nhã cho nên phật dạy chúng ta không nên trụ trước là nói những điều này chứ không phải tất cả pháp ở bên ngoài tất cả pháp bên ngoài không hề liên quan cái đó không có sao thủ tướng chi bệnh nhược trừ Tắc nội nhi ngủ uẩn Ngoại nhi sơn hà đẳng nhất thiết pháp Tiện như lăng nghiêm kinh Sở thuyết hàm thị Diệu tịnh minh tâm Tánh tịnh minh thể Cái trích dẫn này hay Diệu tịnh minh tâm tánh tịnh minh thể Câu phía trước là nói tác dụng Diệu tịnh minh tâm là nói dụng Nói tác dụng Tánh tịnh minh thể là nói thể Là nói bản thể của tự tánh chúng ta Tác dụng của tự tánh Không có một chút mê hoặc cũng không có một mảy may lỗi lầm dùng cách nói hiện nay để nói là trạng thái khỏe mạnh cứu cánh viên mãn không có một tí bệnh trạng nào tự tánh tánh đức hiện tiệt viên mãn trong kinh lăng nghiêm hai câu nói này chính là cái ý nghĩa này thử pháp pháp Giai như chi chân thực nghĩa giả đoàn kinh văn này dưới đây muốn nói với chúng ta pháp pháp đều như tất cả pháp là pháp tướng tướng như kỳ tánh tánh như kỳ tướng tánh tướng không hai tánh tướng nhất như pháp tướng làm gì có lỗi lầm không có lỗi lầm từ đó cho thấy toàn bộ tất cả bệnh đau đều sinh ra từ vọng niệm đây là vọng tưởng sinh cho nên khởi vọng tưởng vô cùng đáng sợ chư phật bồ tát ở trong con mắt của họ người khởi vọng tưởng mới gọi là kẻ đáng thương chân thật chúng ta thử nghĩ chúng ta có khởi vọng tưởng hay không một ngày khởi bao nhiêu lần vọng tưởng cái này thật khủng khiếp cho nên mắt Phật nhìn thấy chúng ta đều là kẻ đáng thương xót Dùng phương pháp gì không khởi vọng tưởng vậy Muốn không khởi vọng tưởng cũng không được Nó vẫn có muốn khởi vọng tưởng Để chính là phần trước đã nói Là tập khí từ vô tuyệt kiếp đến nay Không thể đoạn hết Biện pháp duy nhất chính là niệm A-di-đà Phật Bạn không niệm Phật Không đọc kinh thì chắc chắn khởi vọng tưởng đây chính là chứng minh Kinh này không thể không đọc Phật không thể không niệm Tại vì sao phải niệm nhiều như vậy Thật ra nói là Ở trên lý thì không cần phải niệm nhiều như vậy Niệm nhiều như vậy Nguyên nhân ở chỗ nào vậy Chính là vọng tưởng quá nhiều Không niệm liền khởi vọng tưởng Cái này thật đáng sợ Dùng Phật hiệu đem vọng tưởng đổi trở lại Là cái ý nghĩa như vậy đọc kinh xin thưa với các vị đọc một bộ kinh niệm phật niệm một vị phật bạn muốn hỏi tại vì sao bởi vì như vậy dễ dàng đem vọng tưởng của bạn dẹp sạch nếu bạn niệm hai vị phật niệm a di đà phật một chút là nghĩ Bồ Tát Quan Âm Niệm đến Bồ Tát Quan Âm là nghĩ đến A Di Đà Phật Bạn thấy vọng tưởng của bạn vẫn còn Bạn vẫn không loại trừ được vọng tưởng Tất nhiên bạn niệm Phật, niệm Bồ Tát thì có phước Phước không thể cứu Đây là Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Ở trong Đảng Kinh nói rất rõ ràng Tu phước không thể cứu Không thể cứu bạn ra khỏi sáu cõi luân hồi Phước bằng tu có thể ở trong sáu cõi hưởng thụ Bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Là không thể dứt sanh tử Không thể ra khỏi tam giới Dứt sanh tử ra khỏi tam giới Nhất định phải có năng lực phục phiền não Chính là đem vòng tưởng phân biệt chấp trước dẹp sạch Từ đó cho thấy Niệm một vị Phật Tụng một bộ kinh Đắc lực Có thể rất nhanh chóng thu được hiệu quả bạn đọc rất nhiều kinh luận Nói là thành thật Tóm lại không thể tránh Phải khởi vọng tưởng Cái thứ này rất đáng sợ Các vị phải biết Nếu như bạn hỏi tôi Tôi giảng mấy bộ kinh điển tịnh độ Lần này lại đi giảng bộ kinh kim cang thì chẳng phải cũng đã giảng rất nhiều sao tôi xin thành thật nói cho bạn biết tôi không có giảng kinh nếu như tôi giảng kinh cũng gọi là khởi vọng tưởng có một số đồng tu thận trọng nhìn ra được rồi tôi giảng bộ kinh này tôi không có chuẩn bị tôi không có nghĩ đến kinh này tôi chẳng hề nghĩ hôm nay phải giảng cho mọi người như thế nào không có sau khi giảng xong bạn hỏi tôi đã giảng những gì tôi hoàn toàn không biết tôi xưa nay không xem bản kinh đây chính là không có vọng tưởng lên bục cũng là nói nhớ nó dẫn thôi cái này phải rất cẩn thận tôi cái chiêu này không nên học theo học theo rất nguy hiểm bạn đến khi nào người ta mời bạn giảng kinh gì để bản kinh này bày trên bục giảng hoàn toàn không có chuẩn bị thì được Giảng xong rồi cái gì cũng không biết thế thì được, bạn có thể duy trì tâm thanh tịnh, nếu không thì học nhiều rồi cuối cùng sẽ nghĩ ngợi lung tung, cái đó rất phiền phức. Cái đó đối với chính mình có chướng ngại rất lớn. Không được phép không biết. Cho nên thâm nhập một môn, đến khi tâm thanh tịnh hiện thì thế thì được rồi. Tiêu chuẩn của người xưa, tông môn, Thiền tông là không xem văn tự một bề tham cứu sau khi khai ngộ xem kinh rồi tông môn nói sau khi ngộ khởi tu sau khi khai ngộ xem kinh tâm họ thanh tịnh rồi pháp cùng phi pháp đều không chấp trước đến lúc này xem kinh định huệ đẳng trì xem kinh không bị kinh chuyển đây là tu định không bị chuyển bởi văn tự ở trong kinh đây là tu định lý luận phương pháp cảnh giới mà trong kinh văn nói biết rất rõ ràng biết rất minh bạch là tu huệ cho nên bản kinh đó vừa triển khai vừa xem qua họ là định huệ đẳng học không giống như chúng ta chúng ta ngày nay bản kinh vừa mở ra là nghĩ ngợi lung tung không thể sánh với các ngài được Cho nên cảnh giới công phu của mỗi người khác nhau Giáo hạ cũng cần phải sau khi đại khai viên giải Mới có thể học rộng nghe nhiều Nói tóm lại nên nhớ kỹ lời giáo huấn Của Tứ Hoàng Thệ Nguyện Tứ Hoàng Thệ Nguyện Nó thật ra là bốn giai đoạn tu hành Mà Thế Tôn dạy chúng ta Đầu tiên Bạn vừa vào cửa Phật Khuyên bạn phát tâm Bồ Đề Phát cái tâm gì? Thượng cầu hạ hóa Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Bạn nên phát cái tâm này Cái tâm này là gì? Cái tâm này là động lực trên đường Bồ Đề Thúc đẩy bạn Dũng mãnh tinh tấn Bạn không bị giải đãi Không bị thối chuyển Bởi vì bạn cảm thấy bạn có trách nhiệm ta cái trách nhiệm này phải giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, liền khổ được vui. Ta muốn giúp đỡ họ, đương nhiên phải thành tựu đạo đức, học vấn, năng lực của mình. Ta không có trí huệ, không có năng lực, thì cái nguyện đó là nguyện xuông rồi. Thế làm sao có thể giúp đỡ người khác? Cho nên trước tiên phải phát nguyện. Sau khi phát nguyện rồi, bắt đầu làm từ đâu vậy? Đoạn phiền não đoạn phiền não thành tựu phẩm đức của mình. Sau khi phiền não đoạn rồi, học pháp môn thành tựu trí huệ viên mãn. Sau đó mới có thể thành Phật đạo. Tứ hoàng thể nguyện là bốn giai đoạn. Không có nói phiền não không đoạn mà học pháp môn làm gì có đạo lý này Không có đạo lý này Người hiện nay học Phật Thành tích không bằng người xưa Nhưng mà người hiện nay Dễ bề ngoài xem ra phước báo lớn hơn người xưa Người xưa nếu muốn có một bộ kinh Thật không dễ dàng Dầu trong tự miếu Lầu tàn kinh mượn ra chép Nhất giả biết bao Hiện nay phiên bản tốt vậy In ra rồi Đây là phước báo của người hiện nay Lớn hơn người trước đây Người trước đây Tối đến xem sách Đèn dầu là một cổng bất đèn Người Singapore e rằng Chưa có thấy bao giờ Có lẽ người trên đại lục nhìn thấy Đèn dầu ở dưới quê Là một cổng bất đèn Chúng tôi lúc nhỏ đi học ở trong nhà trường Trong nhà trường tối đến đến giờ tự học Mỗi người một cái đèn dầu Một cọng bức đèn Đâu có như hiện nay ánh đèn sáng như thế này Đây là hưởng phước Ngồi ở đây còn có máy lạnh Phước thì hưởng rồi Thành tích thì không bằng người ta Cái đạo lý này ở chỗ nào vậy Người ta là từ đoạn phiền não Sau đó mới học Pháp môn Chúng ta ngày nay học Phật Hai nguyện phía trước không cần nữa Phát nguyện độ chúng sanh là giả Nhìn thấy người này cũng chán ghét Người kia không ưa thích, không độ họ Cho nên không phải thật cũng không muốn đoạn phiền não Phiền não mỗi ngày đều tăng trưởng Bắt tay làm từ đâu vậy? Từ học pháp môn Học pháp môn rồi liền muốn thành Phật đạo Là xây lâu đài trên không Không học tập từ trên căn bản Cho nên Không có thành tích gì để nói Học cả đời mà không có thành tích gì để nói Vẫn cứ là tâm luân hồi vẫn cứ làm nghiệp luôn ngồi Thế thì làm sao có thể thành công được chứ Đây chính là đảo ngược với tứ hoàng thể nguyện rồi Chưa có thể y giáo phụng hành Cái nguyên nhân là ở chỗ này Thật sự Có thể y giáo phụng hành Ý nghĩ chuyển trở lại rồi Ý nghĩ chuyển trở lại Thì nghiệp liền chuyển trở lại Ý nghĩ chuyển rồi Xin thưa với các vị Chính là chuyển thức thành trí Chuyển phiền não thành bồ đề Chuyển nhiễm thành tịnh Chuyển mê thành giác Là chuyển trở lại rồi cho nên chúng ta ngày nay chuyển Nhớ kỹ đem nó chuyển thành a di đà Phật Thì đúng rồi a di đà Phật nghĩa là vô lượng giác Dịch thành ý nghĩa trung văn là vô lượng giác Tuy bất giác Nhưng mà hàng ngày hướng vào con đường vô lượng giác này để đi Thì tóm lại có ngày sẽ đại triệt đại ngộ Là thực sự giác ngộ rồi Sau khi giác rồi Những cảnh giới không liên quan bên ngoài này Hóa ra toàn là nhật hiện ra bởi tự tánh Chứng tỏ núi sông đại địa Tất cả chúng sanh Hóa ra thấy đều là diệu tình minh tâm Tánh tình minh thể diệu tình minh tâm là nói sắc tướng tác dụng tánh tịnh minh thể là nói chân như bổn tánh hóa ra tẩy đều là tự tánh hiện ra đây đúng là cái gọi là thành phật rồi thì nhìn thấy toàn bộ đại địa chúng sanh cái nào cũng là phật cái ý nghĩa này chính là cái ý này Tất cả chúng sanh đều là Phật Cỏ hoa cây cối cũng là Phật Không có gì là không phải Mình thành Phật rồi Chúng ta ngày nay thấy những chúng sanh này Cái bộ mặt này đáng ghét Cái kia thật không ưa Các vị thử nghĩ xem Đây là tâm gì Đây là nghiệp gì Đây là ba đường ác Ngà quỷ địa ngục súc sanh là làm cái này khởi loại tâm này tạo cái nghiệp này bạn nói đáng sợ cỡ nào chúng ta nhìn thấy mọi người đều là người tốt mọi việc đều là việc tốt bạn mới là người tốt bạn mới làm việc tốt chúng ta đọc đến chỗ này đạo lý này hiểu được rồi từ đây vì sao chỉ xem bản thân chúng ta chuyển như thế nào đây là nói đến nghĩa chân thật của pháp pháp đều như chỗ này văn tự không nhiều quả thật là đã đem Thực tướng các Pháp Chân tướng của tất cả Pháp Vì chúng ta nói ra rồi Xem tiếp đoạn này dưới đây Khởi tính luận dân Là Đại Thừa khởi tính luận Do Bồ Tát Mã Minh tạo Chính là trước tác của Bồ Tát Mã Minh Trong đó có mấy câu nói như thế này Thử chân như thể Vô hữu khả khiển Dĩ nhất thiết pháp Tất dai chân cố Việc vô khả lập Dĩ nhất thiết pháp Giai đồng như cố Hai câu nói này Thật không dễ hiểu Bởi vì Nó không phải là thường thức của chúng ta Là cảnh giới mà Chư Phật cùng Trại Bồ Tát Các ngài xem thấy Đúng là cái gọi là Thực tướng các Pháp Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Thể chân như Chính là chân tâm bổn tánh của chúng ta Chân tâm bổn tánh là Cứu cánh viên mãn Không sanh không diệt Không đến không đi Không dơ không sạch Khiến là lìa bỏ Cái đó làm sao có thể lìa được chứ Không cách gì lìa được là giống như hư không trước mặt chúng ta vậy Hư không Không có bờ mé Chúng ta làm sao có thể lìa hư không Cái phòng học này chúng ta có thể lìa khỏi Ra khỏi cửa là lìa khỏi rồi Có thể lìa Chứ hư không thì làm sao lìa được chứ Chân tâm muộn tánh Là giống như hư không vậy Không thể lìa nhưng mà vọng tâm thì có thể lìa Vọng tâm là giống như phòng học của chúng ta vậy Có thể lìa Chân tâm không thể lìa Dĩ nhất thiết pháp dây chân Tất cả pháp đều là tướng phần Do chân tâm bổn tánh biến hiện ra Chân tánh không thể lìa Tướng phần mà chân tánh hiện ra đã làm sao mà lìa cũng không thể lìa cho nên phần trước nói phần vậy chúng ta lìa cái gì lìa phân biệt chấp trước cái tướng vọng tưởng đó chính là cái loại tướng lo nghĩ ở trong tâm bạn đó cái đó hoàn toàn là giả phần vậy chúng ta lìa cái đó sau khi lìa rồi tâm liền sạch sẽ thanh tịnh Khiến tâm một niệm không sanh Cái tâm một niệm không sanh Chính là chân tâm Chính là bổn tánh Chính là cái bản thể có thể biến ra tất cả sắc tướng Việc vô khả lập Có lẽ các đồng tu Đã từng nghe qua trong cửa Phật Có hai câu nói như thế này Phật thì môn trung bất xả nhất pháp Phía trước ý nghĩa của câu này là Bất xả nhất pháp Lại nói Phật thì môn trung bất lập nhất pháp Lập là gì? Lập nên Tại vì sao một pháp Cũng không được lập nên Bởi vì tất cả pháp Giai đồng như cố Tất cả pháp chính là chân tâm Chính là tự tánh bằng lập cái gì trên đến khỏi tịnh của chư phật dưới đến địa ngục a tỳ nên biết tướng tuy có sai biệt thể đều là chân như đều là tự tánh tự tánh tại sao hiện nhiều tướng sai biệt như vậy bởi vì tâm niệm của chúng sanh không như nhau họ niệm cái gì biến thành cái đó chính là cái ý nghĩa này cho nên mỗi pháp đều chân mỗi pháp đều như đâu có thể lập được chứ không thể lập được lời trong kinh lăng nghiêm nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tùy tâm ứng lượng Ngày đó sinh ra, ngày đó diệt tận. Ngày đó sinh ra, ngày đó diệt tận chính là nói đây là pháp do duyên sanh. Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Nếu chúng ta đem cái chân tướng sự thật này làm rõ ra, làm minh bạch rồi thì cái tâm đó của bạn tự nhiên buông xả ngay, tự nhiên thanh tịnh ngay. Bạn tự nhiên vui vẻ ngay. Bạn sẽ không còn lo buồn Sẽ không còn bận tâm Cũng sẽ không còn sợ hãi Tu tri A nậu bồ đề A nậu bồ đề chính là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Tức thị chân như chi dị danh Chính là chân tâm chính là biệt hiệu của bổn tánh Vô thường chánh đặng chánh giác Chính là chân như Chính là tự tánh Chính là chân tâm Như trụ ư thử Nhưng thị thủ tướng Cái này không được trụ Vừa trụ Ở trong tâm bạn Lại có một cái vọng tưởng rồi Tôi tu Tôi tu cái gì Tôi tu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tôi tương lai chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Bạn chẳng phải lại dính tướng rồi sao Phật vì chúng ta phải lìa tướng Chính là lìa cái tướng này A nậu đa la tam miệu tam bồ đề là chân như là tự tánh Chân như tự tánh có Thật sự có Đây chính là tất cả pháp toàn chân Cái đó không thể lìa Trong tâm bạn có chấp trước Có ô nhiễm Thì chân tánh bạn sẽ không thể nhìn thấy Cần phải đem những thứ ô nhiễm Trong tâm địa này Thấy đều khử sạch thấy điều buông xả thì chân như bản tánh tự nhiên hiện tiền phật bất đắc dĩ nó một cái tên là bằng chứng được vô thượng bồ đề kỳ thực bạn nghe thấy phật nói câu nói này nghe mà không nghe tuyệt đối không được có một cái ý nghĩ tôi chứng được vô thượng bồ đề nếu bạn có cái ý nghĩ này Là bạn bốn tướng đầy đủ Đó là tình chấp của Phạm Phu Đó không phải là trí huệ Các vị thật sự nghe hiểu rõ Những ý nghĩa này rồi Bạn đi đọc Kinh Vô Lượng Thọ Nhìn thấy cái cảnh giới bình đẳng đó Của thế giới Tây Phương cực lạc Bạn sẽ không còn hoài nghi nữa trên kinh nói người thế giới Tây Phương cực lạc nhiều Cái dân số đó nhiều không có cách gì tính đếm Người nhiều như vậy Đều không có họ tên Đều không có tên Cho nên có người liền hoài nghi Người lớn lên đều như nhau Lại không có tên Trương Tam Lý Tứ chẳng phải loạn hết rồi sao Mọi người tướng đều như nhau Như a Di Đà Phật vậy Rốt cuộc gì nào là a Di Đà Phật vì vấn đề nghiêm trọng rồi Đó là do bạn không rõ cái đạo lý này Bạn mới có những nghi hoặc này Mới có những phân biệt chấp trước Nó thật ra Đây đều là tập khí chấp tướng Từ vô thủy kiếp đến nay Cái thứ này đang làm hại Thấy điều buông xả rồi Tâm địa thanh tịnh Sáng suốt tướng mạo tuy hoàn toàn đều như nhau mà lai lịch của họ rất rõ ràng rất minh bạch mỗi người sáu loại thần thông đều đầy đủ họ trước khi chưa có về thế giới tây phương cực Lạc là, là ở thế giới nào từ trong cõi nào bạn đều biết rõ thế làm sao không thể phân biệt được chứ thế giới tây phương cực lạc chỗ ở của mọi người cũng không có tên được cũng không có số nhà nơi rộng lớn như vậy bạn muốn tìm một người bạn tìm một đạo hữu đồng tham đến đâu để tìm đây bạn cái ý nghĩ này vừa nghĩ thì đạo hữu đồng tham kia liền hiện tiền ngay bạn cũng không cần đi họ cũng không cần đến nó hiện tiền rồi là cảnh giới không thể nghĩ bạn Cho nên phải biết Phật dạy chúng ta vô trụ Là vô trụ cái gì? Phải thật rõ ràng, thật minh bạch Nhược trụ ư thử Nhưng thị thủ tướng hữu sở thủ Tiểu hữu sở dị tiền phi nhất thiết pháp dây như Cho nên đã trái lại với chân tướng sự thật trái lại chính là mê hoặc điên đảo đi ngược lại giới tánh chư phật bồ tát tất cả là thuận tánh tùy thuận tự tánh còn phàm phu là tùy thuận vọng tưởng tùy thuận phiền não cho nên họ tạo lục đạo luân hồi cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật